Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em một chú chó Phú Quốc được vện, lưỡi đen 95%. Một con giống rất là chất lượng, đã có nhiều hậu duệ đẹp. Hôm nay mình giới thiệu để xin chia sẻ lại với tất cả các anh em. Nếu anh em có nhu cầu sở hữu một con giống chất lượng về để làm trấn trại cho mình thì hãy liên hệ với mình nhé. Và để không để các bạn chờ lâu thì mời các bạn xem video trực tiếp nha. Đây, trước mắt các bạn đây là một chú chó Phú Quốc được vện nha, vện lưỡi đen 95% nhé, xoáy kiếm, đuôi cân ngay chính giữa, mắt hổ phách rất đẹp. Đây các bạn xem, thần kinh cực tốt. Đấy, xoáy kiếm này, xoáy kiếm ngay giữa lưng này. Đấy, anh em xem để ý nhé. Đặc biệt là chú chó Phú Quốc này á, có cặp mắt này, viền đen này, viền đen đậm hai bên này, trên dưới luôn. Đấy, và mắt hổ phách rất là đẹp nhé. Mắt hổ phách rất là đẹp. Lưỡi đen 95%. Và có một điều đặc biệt nữa là chú chó này có hai xoáy tiền. Đây, hai xoáy tiền bị gạo nhé, gọi là xoáy bị gạo đấy, hai xoáy bị gạo ngay hai bên. Đấy, đây là một điều đặc biệt nha các bạn. Đấy, một điều đặc biệt. Và tỷ lệ với những chú chó mà có những hai cái xoáy hai bên hông như vậy rất là hiếm, rất là ít. Đấy, đuôi cân ngay chính giữa, thần kinh cực tốt, đã vào xích rất là ok rồi. Được vện F3 nha, Mr. Cutel. Là được giống của mình sở hữu hơn một năm nay, là mình phối ra cũng rất là nhiều bầy rồi. Hiện tại bây giờ đã được 16 tháng nhé. Đấy anh em xem, 16 tháng được vện lưỡi đen 95%, thần kinh cực tốt, đã cho ra nhiều sản phẩm, ra nhiều hậu duệ rất là đẹp. Hiện tại mình đang giữ một hậu duệ của nó đây. Đây, một hậu duệ cái vàng nha. Đây là hậu duệ của nó. Hậu duệ cái vàng. Da con là cặp mắt này, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đẹp nhá. Đấy. Còn đây là Cutel. Cutel là bố của Cutel nhá. Bố của Cutel. Đây. Cutel này. Cutel có cặp mắt rất là dữ dằn luôn. Cũng xoáy kiếm và có xoáy bi gạo hai bên luôn, cha con giống nhau. Có lẽ là gen di truyền nha các bạn. Gen di truyền. Đấy. Đây, quay cho các bạn xem. Đúc ra sản phẩm rất là đẹp luôn. Do mình đang có hai con đực nên là mình muốn chia sẻ bớt lại cho anh em nhé. Ngực nở eo thon này, tướng tá rất đẹp. Đấy, anh em xem. Đây là hậu duệ vàng của nó. Lúc con ra cặp mắt rất đẹp luôn, tướng tá cũng ngon lành luôn. Đấy anh em xem nhé. Nếu anh em có nhu cầu sở hữu con giống chất lượng thì liên hệ với mình. Bi cà đầy đủ, đã cho nhiều sản phẩm rất đẹp luôn. Trên các video trước mình cũng có quay phối giống và những bầy hậu duệ của nó đấy. Anh em có nhu cầu mua thì cứ tham khảo kỹ. Giá thì không hề rẻ nha anh em. Giá cũng hơi khá nặng nặng đấy. Bởi vì là một con giống rất là chất lượng. Đảm bảo với anh em là cho ra những bầy con rất là chất lượng và ổn định nhé. Chất lượng và ổn định. Đấy anh em xem nhé. Anh em xem. Nếu anh em có nhu cầu sở hữu con giống chất lượng thì hãy liên hệ với mình. Đực vện lưới đen 95%. Mắt hổ phách rất đẹp. Thần kinh cực tốt. Ngồi xe đi chơi, giao lưu, đi ốp vô tư nha anh em. Hàng trấn trại nha anh em. Nếu anh em có nhu cầu sở hữu. Teo, teo. Teo. Mr. Cutel. Vện lửa xoáy kiếm. Vện rất đẹp luôn. Thần kinh cực tốt. Rất là nghe lời chủ. Đặc biệt đi ra ngoài
người lạ cho ăn nó không ăn nhé. Người lạ cho ăn là nó không ăn, chỉ có chủ cho ăn là nó ăn thôi. Thậm chí đồ ăn ngon để trước miệng nó cũng không ăn nhé. Anh em xem, xoáy kiếm viện rất là đều hai bên nhé. Đấy, đuôi cân ngay chính giữa, mặt mũi cực kỳ đẹp. Nếu anh em có nhu cầu sở hữu con giống chất lượng thì hãy liên hệ với mình. Đực vện đã cho ra nhiều sản phẩm đẹp, giá không hề rẻ. Anh em vui lòng kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp để trao đổi nhé. Và có những hình thông tin chi tiết mình sẽ gửi vào trong Zalo cho các bạn xem, cho các anh em xem. Một con giống chất rất là chất lượng, đi chơi đi đâu cũng mang theo được anh em nhé. Đặc biệt mình nhấn mạnh là này có vện rất là đẹp và có hai xoáy tiền, xoáy bì gạo hai bên nhé. Đây gọi là xoáy phong thủy đấy. Anh em xem nếu mà cảm thấy ok và có nhu cầu sở hữu thì hãy alo cho mình để mang chú về trấn trại nha anh em. Răng bi đầy đủ, bảo hành mọi tật lỗi nhé. Đã cho ra nhiều sản phẩm đẹp nha anh em. Đấy, nếu anh em có nhu cầu, anh em có nhu cầu sở hữu con giống chất lượng thì hãy liên hệ với mình. Mình sẽ để số điện thoại và số Zalo mình ngay ở phía dưới phần mô tả. Anh em kết bạn và giao lưu trao đổi trực tiếp nhé. Hiện tại mình ở Thủ Đức nhé. Mình ở Thủ Đức. Nếu anh em có nhu cầu xem trực tiếp thì liên hệ với mình. Mình ở Thủ Đức. Hoặc nếu anh em ở xa thì mình sẽ ship tận nơi luôn nhé.